tới công chuyện anh Dũng được Mạnh Thường Quân giúp đỡ, Toàn Nhí có một phen hú hồn hú vía. Nhí à Nhí, em có hỏi hẳn cho Nhí ha, hỏi hẳn là cái này là cái gì anh Nhí? Nay anh Dũng gửi lời tới Nhí nghe. Em cười anh hôm trước đó, nhớ không? Nè, có đeo bông nè, cười anh nè em. Là Mạnh Thường Quân là cho để anh Dũng xài, để mà anh Dũng không ngày ta đồ cho nó Dũng xài lấy của cho tắm. Đưa coi Nhí ơi, để tôi nói cho. Dạ, mới muốn quạt cái coi. Ừ. Ủa, Dũng, để nhớ Dũng. Dạ. Dũng ngày quá trời tiền rồi anh ơi. Không, em chập chơi nói chuyện bên kia. Không, Nhí, má Nhí ơi. Anh xui là con gái của Cưng nè. Không xui gái nha, là anh nè em. Cái này là cái gì em? Mát không? Mát nha. Ừ, quá trời mát rồi nha. Chị quả cười tươi ghê lắm hả chị? Cảm ơn coi. Dạ, xa đó. Đứng đi, đứng mặt, đứng mặt dưới đó. Đứng xuống dưới. Đứng mặt gì nè, nó đưa vô gì nè. Này anh Dũng tưng bừng nha. Dũng tưng bừng nha. Sáu tấm nha. Em dưới đây, anh nè cưng. Em có hối hận chưa? Em hối hận chưa em? Em đã hối hận rồi anh ơi hả? Đây là nó rõ là cho riêng anh Dũng nghe. Anh Dũng muốn cho ai thì anh Dũng cho. Anh Dũng là cái chuyện anh Dũng cho em cho. Cái này là chị dành nha. Chị cho riêng anh Dũng. Rồi anh Dũng có lời cảm ơn không? Cảm ơn chị, cảm ơn cô bác trên Mạnh Thường Quân. Còn cảm ơn mạng luôn. Giờ tới tiết mục giao quà cho bà ngoại. Chị quà bữa nay vui nha, vui cười hiếp mắt nha. Vui lắm đó, đây vui nè. Rồi thì hôm nay là gia đình ai cũng có quà hết. Dạ. Thì bà ngoại thấy là chị thấy là bà ngoại dọn sạch sẽ quá. Chị thưởng cho bà ngoại luôn. Được, con phải có hỏi hả? Cảm ơn đi. Thấy chưa? Cảm ơn. Nhất là chị Trúc Phương. Cảm ơn chị Trúc Phương luôn nha. Em cũng chúc chị cũng giàu giàu sức khỏe, làm ăn phát đạt nha chị. Rồi bà Huệ bà cũng buồn buồn, hồi đó nói chứ bà vô. Bà vô, ổng cũng đưa cho bà đâu mà buồn cái gì. Chị nghe chị có đó, chị Huệ đây không có. Anh Dũng lại này 3 triệu mình sử dụng sao anh Dũng? Không, cái này để là dành cho bé thấm. Thôi, cho thấm hả? Thôi bà, ông cứ xài đi, để người ta nói ông đưa vô bé thấm, người ta nói ông lấy tiền bé thấm nữa. Tiền riêng anh Dũng đó. Anh này nói ví dụ ông muốn cho mua bánh, mua sữa gì đó thì ông mua. Chuyện của ông. Chị ví dụ thấm có đi khám hay gì đó, anh Dũng kêu xe đưa cho em. Với cái này nói cho anh Dũng nghe nè, nó nhỏ thôi. Thấm hồi nãy đi khám về, Thấm còn thiếu chất canxi đó, đi mua tôm về cho Thấm ăn là được rồi. Em qua đó 2 kg tôm đó, em mua đó. Tốt quá, nhiều quá người ta. Kệ không tin đâu, chặt ra cho mẹ thôi. Được rồi, tính mà. Thì ăn bữa nay rồi thì còn mai mốt nữa. Đó, cho nên là bồi dưỡng cho Thấm đi. Giữ vậy sao? Giữ vậy sao? Thương mấy chị cho. Em tại vì em bển em đi bán đó, rồi mua trong chợ đồ mối đó, đem qua cho nó. Vậy hả? Dạ. Trời ơi, dù không có tiền nhưng mà vẫn mua cho em. Dạ, em cháu. Cháu ăn ha. Dạ. Anh Dũng lực quá, anh Dũng cứ... Tại vì em đi bán số đó, rồi bán tiền. Anh Dũng thấy nè, thoải mái chưa? Anh Dũng xài cái đồng tiền này bao nhiêu ngày? Tại lâu lắm, từ 2 tháng chưa hết nữa. Trời đất ơi. Không có thiệt, mình nên anh Dũng anh xài 2 tháng hết. Anh uống cà phê được không mà, đâu có ăn gì đâu. Này hai vợ chồng xài biết bao lâu? Dạ. Không có bà ké vô chắc cỡ tháng anh rồi. Tại vì bà đi mua đồ cho Thấm mà mua sữa nữa chắc cỡ. Không, cái này cũng Thấm có tiền riêng rồi. Rồi. Mới nghe là không, của anh Dũng kìa. Xài có một ngày hết 1.5 triệu rồi đó. Đừng nghĩ hả? Quá trời ơi, bây giờ phục quý quá rồi. Em nói với anh cho nó uống cái đồng tiền quá. Giờ anh Dũng là mà Dũng thì xài đồng tiền rất là kỹ cái chỗ. Muốn xài gì nó xài, còn đằng này ta phải tiết kiệm rồi mấy anh đúng không? Dạ. Người ta tiết kiệm
kiệm á. Dạ. Nè, tiền làm đất đá tôi là 2-3 ngày nay tôi không dám xài nữa. Đó, anh đi làm nước đá còn được 200 mấy luôn. Anh biết không? Mình phải biết trân trọng cái đồng tiền của các cô bác thương mình gửi tặng cho mình. Em nói với anh nè, của cho không bằng cách cho, người ta cho chỗ nào đúng thôi, đúng không anh? Dạ. Chị này hay quá. Dạ. Cho em à, em bữa nay vui lắm anh con. Dạ. Thật, lấy lại đồ lại là em rất cảm ơn. Ai lấy đồ? Bên kia ha. Bên kia qua lấy đồ để em lấy chưa? Cái sự quà đó, tiền cho tính kia quà. Dạ. Là có thiệt không? Có thiệt. Có thiệt hả? Có thiệt cái bộ. Điện từ nãy giờ đó, điện số điện thoại anh này nè. À. Dạ. Được có trả điện thoại lên không? Điện trả luôn. Có nghĩa là người ta chỉ điện gửi lời là đầu đó, lại. Không biết là cái kinh đó là không biết chị đó chị nào. Mà dạ. Chị điện qua. Chị nhắn gửi là đầu lại là cái bíp ga, bao gạo. Với 1,5 triệu. Cái điện thoại nữa. Là cái này anh Dư mua hả? Không có điện thoại, không có nói. Vậy hả? Ừ, chỉ là bếp ga. Dạ. Cái số tiền này của chị gì ở bên nước ngoài cho đó. Chị Trúc Phương. Phương hả? Dạ, chị Trúc Phương. Là anh Dư mua gạo với mua bếp ga rồi ha? Dạ, dạ. Vui không? Vui. Quá trời, bữa nay là cô bác tặng gì là tốt lắm rồi cô bác. Anh Dũng bảo phải có người thân liền á em. Để cái đòi hoài nặng đầu quá anh Phương ơi. Bởi để cái mình mà nghĩ người ta mà mình phải nhớ chứ. Dạ. Nói chung là mình cũng không nói gì bất lòng ai hết. Dạ. Ai cho thì mình cảm ơn, còn dạ, tới đây mình trả thôi. Dạ. Đừng nói gì buồn. Dạ. Anh Dũng có vui ăn không? Không. Không. Trời ơi, mình ở đây mình sống, người ta giúp đỡ mình. Thôi ơi, dục cái chiếc bông, cái đầu tôi bây giờ cho với cái bán đó, nó phung phí hết rồi. Đầu anh Dũng không có tóc, còn dục lên vậy, dính lại. Dính lại, làm gì dính lại, như em thì mới có tóc mới dính lại đâu, phải không mấy anh? Ok, tóc nó dính. Đúng rồi. Cái bông nó dục cái nó rớt luôn rồi. Dạ. Làm phong rồi vết ạt xuống mắt tiêu. Không nhận cờ cầm tiền mát quá ha. Mát quá anh em, anh Dũng lực là anh Dũng lấy quạt à. Quạt quá. Làm gì ha. Cái này là cái gì đó Nhi? Dĩ. Không biết sao Nhi. Nè. Nè anh nè em. Nè anh. Anh không có là xui của em đâu nha. Nè anh. Khoan khoan khoan. Anh không có xui da với anh đâu nghe. Mát không anh Dũng? Mát. Quậy thấy cảnh này. Còn thiếu phần nghiệp thì chỉ có giờ phần nghiệp đó là quậy tưng bừng qua lá luôn. Ủng hộ cho anh lá hẹ luôn. Dạ. Anh Phan Nghiệp nha, anh em cũng chúc mừng anh Phan Nghiệp luôn nghe. Nằm mới vui vẻ. Quá, nó quậy tôi bữa nay tôi quậy cái quạt cái này mát lên Phan Nghiệp ơi. Thôi bỏ qua đi. Bà này bá cười không biết nói gì hết trơn. Cười không biết nói gì, cảm ơn. Không nghe không. Nó nói là nhí thôi. Cảm ơn đi. Cảm ơn bà con đi. Cảm ơn bà con. Cộng đồng trên mạng. Ở đây là hồi nãy có nhiều bình luận cũng như gọi là nói rằng là anh Dũng vô ơn hay là ăn cháo đá bát thì không phải nha. Tại vì có nhiều cuộc gọi người ta đòi là anh Dũng trả thôi. Rồi chửi người ta gom đã trả thôi chứ không phải là tự nhiên anh Dũng tự nhiên khác đi trả lại đâu. Có nhiều gọi đồ mấy ngày nay rồi chết luôn. Rồi ảnh mới nói là nếu mà thật sự như vậy thì ảnh chuẩn bị đồ sẵn rồi có ai chở là chở chứ đừng có nói cái câu ăn tôi không có ăn nói là đừng nói ăn cháo đá bát nha cô ấy, đừng có nói chữ đó nghe là không được nha. Nếu mà không đòi anh Dũng tự nhiên trả làm gì? Ờ đòi tôi mà điện qua tôi quậy vậy, có bao gạo cũng đòi người ta ăn uống trong bụng rồi đòi gì nữa mà đòi. Một triệu rưỡi bộ lớn lắm sao mà đòi tôi nè. Cô bác có thấy đó. Lớn xong lớn. Ông ơi mà lớn. Tôi ăn hết rồi tôi lấy về tôi trả anh không? Cho lại cho mà đòi lại cái đó dụng gì không biết luôn. Cái con người là làm nói cái chuyện không quân tử. Đúng không anh Phương? Đừng kêu tôi hoài tôi chửi tôi đó. đúng. Rồi đánh đêm. Người ta nói tôi chủ mưu không à? Không à, nói tầm bậy ra đó là cô bác chỉ tầm bậy đừng nói tụi anh Phương chủ mưu nghe. Bà vậy à, không chịu nghe. Chị xin số điện thoại của nhân vật đâu sao dám cho cứ chút là gọi anh Dũng nói đòi lại à. Có biết ai. Đó bà vậy cứ liên chính người nào qua người nào cho đó, người đó qua lấy đi đằng này đưa lại. Chứ mấy người nếu mà làm giấy tờ tôi là làm giấy tờ đâu đó là anh Quang à. Ừ, mấy người mà khơi lại ừ bạn của người đó kêu lấy lại là không cho à. Mấy người nào mà anh Dũng nói đi, ví dụ là cho 3 triệu là không đòi luôn nha. Hả? Ừ ok vậy thôi. Đâu có đòi à, cái này là của anh em khác cho tôi à, nghe không? Yêu là không đòi quà nghe. Yêu anh đi là không đòi quà đó. Cái này qua sự việc của anh Dũng cũng phải nên rút kinh nghiệm về vấn đề này. Dạ. Khi mà cho là phải cam kết là không làm bản cam kết đàng hoàng. Chứ là thôi để 3 cái gì xài mà để cẩn tháng sau ai coi tôi nếu mà cái căn một đen đàng hoàng hả nghe hả xài không đội không có tiền bù à tiền không tôi có tiền nhà này tôi xài tôi được rồi sẵn đây thì có mặt anh em luôn
ở dưới đó có mặt cô bác anh chị em luôn. Thì anh em chúng tôi thì không có mà nói gì hết, cái chuyện của anh Dũng là chuyện của anh Dũng, còn chuyện anh em là để quay giúp anh Dũng thôi chứ không có nói ra nói vô chuyện của ai. Nhưng mà có một cái là nếu mà trường hợp mà cháu Thấm á mà có chuyện già đó thì anh thông báo cho anh em. Thì anh em nào mà gần nhất á thì sẽ bước đến là nhà gia đình mình để hỗ trợ ha. Vấn đề mà anh vận chuyển thì đây anh em chúng tôi lo hết. Vận chuyển mà xe đi mà đưa có, đi có hồi sáng nói chuyện với anh bác sĩ rồi. Dạ. Thì Thấm đang thiếu đốn chắc sắt đó, rồi mua gì về cho ăn đi. Dạ. Bây giờ mua liền cái trong siêu thị có. Mua rồi đó. Tôm đó được. Mua củ dền. Củ dền với xương về hầm cho Thấm ăn. Chưa rảnh. Đang cá. Cho nó đợi vô chậu giả cái đi. Tôi đang ngồi. Nghe em ấy lại rồi cho bao nhiêu nó mới ngủ đi. Rồi em đi ai nhà em mê đi. Nhớ. Dạ mới nhớ nhỏ là coi gì có bắt con nhỏ đậy lại đang đi lượm đồ ngủ với bà đó. Phải không? Để cho ngoài hả? Tính hết trơn rồi. Ẩm thì không được thì đưa gửi cho bà ngoại hả? Đó, nó tính hết trơn rồi. Thấm nó tính hết trơn rồi đó. Vậy là tính là sanh em bé xong rồi đã em bé bự bự chút rồi đầu đi lượm đồ mũ đem cho bà ngoại. Ừ, đưa em bé đi cho bà ngoại nha chồng. Còn em làm gì hả? Đi hả? Đi đâu? Đi mũ lượm đồ mũ hả? Đó thấy không, em bé bự bự là gửi cho bà ngoại, còn nó chiều qua đi lượm đồ mũ. Anh nhìn ta đã sắp xếp sẵn hết rồi, kế hoạch là tương lai làm sao rồi này đó, ta dựng lên kế hoạch trước hết rồi mà. Tính cũng hay ha. Nếu thường thường tối là mấy giờ gia đình chị Huệ ngủ? Thôi khi 8 giờ 9 giờ vậy hả? Dạ. Mà nhưng mà mấy nhớ ngủ ghê vậy, xe chạy hoài á hả? Ôi mấy xe chạy tại vì mình lướt điện thoại hay sao mà ngủ trễ? Hồi nãy nó nói hồi nãy luôn ai nghe biết biết ngoài ngủ được. Mở nhạc ca cổ hả? Ừ. Mà nghe mày đó. Ờ. Nghe ghi thuộc lòng luôn. Ai Thấm tối nay chị ngủ với cưng chịu không? Cho chị ngủ với cưng không? Chịu. Chịu dữ dằn không? Là giờ. Quá là ê, vui luôn rồi đó. Ủa như ngô mai hả? Ngô nó cái đai một cục của mày. Có đâu? Có đâu? Mình mới nhìn mới ngờ được mày đó. Đang có làm gì đâu hả? Hả? Ngủ không hả? Là cho ngủ không? Ta kêu mình rồi, trời. Rồi ra đi theo ta đó. Rồi hay ha. Nó chơi chứ em ngủ với mẹ đi, đi về xa lắm không có ngủ lại đây được. Là cho mấy anh này ngủ lại chung không? Cho mấy ông ngủ lại chung thì chị mới ngủ được. Dạ hết luôn. Cho anh này mà cho ngủ lại biết ngủ sao được ạ? À. Ngay ổng nằm hả? Cho ngủ không? Cho mấy ổng ngủ lại không? Không. Cho mình anh chị hả? Cho mình chị Mai à. Trời ơi, mấy anh này chưa rồi, mấy anh đừng mà bỏ rồi. Mấy anh này là ra nghề rồi. Quá trời luôn rồi. Ưu quá chứ mình chị Mai thôi. Chị Mai là thuộc dạng VIP. Không phải chị mình, chị Mai nữ. Nam không biết cho ngủ đâu. Chạy bạc cho anh em ngủ ở đây nè Thấm, được không? Không. Không. Ngủ ngoài đường cũng không cho ngủ luôn. Trời. Nhất quyết là trò rồi đó. Anh em ba đó bán nhạc, nữ ba đó. Gọi là trời, ngủ không ngủ mà bán nhạc, nghe nhạc hoài. Nó bắt thì được, tới người ta bắt cái nó la là. Rồi, bây giờ bắt người nào ngay ta ngủ, nghe không được. À, đúng rồi. Với lại nghe ra cả lương đó, thằng cà nhà cái nín không nghe. Bắt nó nghe thì không ai nói gì, tới người ta bắt nghe nó nghe không được là nó la. Cha lúc đó không lấy ra bắt tình với ổng luôn, coi cái nào bự hơn. Nó lắm. Gật đầu gà nói chơi thôi nghe, không có làm gì nghe. Đêm hôm ngủ với mẹ, tự nhiên ho quá ho cái đầu sợ lây mẹ, không dám đi qua rồi, không dám hỏi mẹ. Coi chung như mùa bóng. Ừ. Lại gì như mùa quá. Mà thấy hình như đêm nào bà cũng diễn lý do bà chung mùa bóng hết trơn ta. Vậy nha. Bà nói như mà lại gì như mùa bóng. Trời
con qua lấy cái này để mặc của em á, nhà để gỗ mẹ thấy đâu mới mới lại đó. Cái gì chị? Nên để mặn của mình đó, con gái rồi đó, để mặn anh đi. Mặn hả? Chị kia chắc không xuống rồi hả chị? Chị nào à? Chị nào ở thành phố? À em cũng không biết nữa. Hôm qua kìa đó. Gì vậy? Bây giờ nhỉ không được đó, mình mang mang cái nhiều. Mang cái nhiều. Có hai trái luôn. Mang cái nhiều rồi nhỉ qua rồi. Ừ, mà ghế vô sợ được à. Anh Dũng cũng cận thị hả anh Dũng? Phải cận thôi, phải qua cận rồi thôi. Dạ. Tại vì con mắt nó mờ quá thanh. Là chị đưa ra xa mới thấy hay là thấy đưa lại gần mới thấy? Đưa gần. Đưa gần hả? Vậy là bị cận rồi. Cận rồi bị diễn thị. Thấm kìa thấy rõ không? Thấm này thấy rõ rồi. Sợ chỉ gì rồi, ào ào luôn. Chỉ ào ào luôn à. Mẹ con mấy người sợ dùm thở qua luôn. Mắt vậy là mắt còn tốt rồi, cái gì cũng nhìn được hết á. Quay qua đây nói vài câu với Thắm. Sao vậy? Nói chuyện gì vậy kìa, cái mày không nói chuyện với chị. Chút xíu là chị về rồi đó. Rồi không có nói nhớ nha. Mắc cười mắc cỡ rồi, thấy ghét không? Chị ấy điện thoại kết bạn với em để coi mình không có biết đường điện đâu. Thấy mi rồi. Tính kết bạn Zalo với nó mà sợ nó không biết đường điện. Ờ đúng rồi. Con lấy số điện thoại rồi. Quên đó anh bấm số điện thoại anh vô anh. Vậy là gọi cho tôi nha. Anh vô máy tôi chừng nào chị kia điện xuống anh điện vô tôi ha. Quên. Không có xài Zalo nữa đó. Chút xíu các bạn có xài Zalo nữa đó mà không biết biết bấm không thôi à. Gọi cho cưng hả? Đang nói chuyện mới nghe hả? Đi điện qua mới nghe. Chứ không biết đường điện phải không? Bữa nay thăm tình hình Thắm sức khỏe cũng ok, ổn định cũng mừng quý cô chú anh chị. Giờ chứ bữa nay chứ đâu có ca nữa ha. Tết viên nè. Tết viên rồi. Ta yêu đời nó ca dữ lắm đó. Vậy là em bé khỏe lắm rồi. Dạ, bấm vô. Đỡ. Ừ. Mở quá rồi. Trừ những cái lúc bị đạp khóc nữa. Mà khóc cái đó là tại đau chứ không phải buồn gầu gì nữa. Đau, đạp quá nó đau cái bụng. Nó không biết gì đâu, nó đạp bụng. Giờ nó mới thầm đạp đi. Biết đau. Ừ. Lên chứ. Cái nào bây giờ chị gì trời dò cái hai cái nữa im à. Đỡ ha. Giống như là cho em bé nó đừng có đạp nữa ha. Dạ. Mở khóa rồi. Cái bụng bữa nay tròn nè. Mở khóa rồi. Đúng rồi, cũng sao làm sao đồ canh gõ gà. Bữa đó chị nấu canh gì? Canh chua hay là ai rau chay luộc nha. Rau chay luộc. Nấu canh rau chay còn canh chua là nóng. Con sao nồng trống. Mình đừng có lửa. Ăn hết cái dĩa rau chay mới thấy sao. Không có đầu vậy. Đúng đó. Này nó không làm phước đâu. Tức là nói là con sao làm tôi no bụng. Không làm phước rồi, phải là kêu nó múc gạo thấy lên cho tôi ban vô cái nền. Ăn tiền. Không đó. Dạ. Gạo hình như có 5.000 hay gì vậy? Đi đâu? Có 50.000 hay gì vậy? Từ 10.000 lên. Cái vậy? 5.000 đông lắm. 20.000. Nó từ 10.000 lên. Ừ. Không nhớ. Có cái sáng của bà Ngọc Bích trong á, ấy bà gì? Bà gì trong này nè, bà về đây lâu rồi. Chị quá. Về luôn. Sao vậy? Không cho về luôn rồi. Về rồi cho chị Mai ở lại đây ngủ chung với con. Rồi. Rồi sao? Hết luôn rồi vậy đó. Là hết luôn. Ngủ đâu? Ngủ ở đâu? Đúng rồi. Ngủ được không? Ngủ trong nhà luôn. Ngủ nhà luôn. Có chỗ ngủ không? Không. Người sao người ở chỗ ở. Không. Để cho chị ngủ với ba nè. Quá. Quá
lưỡi ngày mai về đây rồi, ngày mai chị mai xuống nữa rồi. Sau này đi rồi cha dắt về quê nội gặp chú. Chú ở trên quê nội con trên. Nãy giờ ta nói chuyện cậu nội. Cậu cấp cấp. Ừ. Nội quê quê nội xứ nội đó. Xứ nội đó. Nói gì nó mới quay mặt ra kìa. Ừ. Nãy giờ nói thì không nói. Em qua trong gian chơi hoài hả? Chơi về không? Chị về nghe. Không. Ở đây. Ở đây. Nhà chung chú như vậy như ngoài ấy không? Rồi rồi ở đây đâu có đồ bận đâu, bận đồ của ai? Của mẹ. Của mẹ. Đồ của mẹ, bạn không có vừa. Cho đồ mẹ luôn. Mua. Mua. Rồi. Tiền đâu mua gì, chị Mai không có tiền. Rồi sao? Em cho, nói gì đây em cho. Em cho tiền chị mua đồ hay sao? Trời ơi. Ôi là trời. Dễ thương quá quý vị ha. Nó cưng tiền còn hơn cái gì nữa mà bây giờ nó đòi lấy tiền mua đồ. Dạ, nó giữ một đống kìa, không biết nghe, đây nó chịu cái còn rồi. Không? Sao em cho giữ? Mua đồ tặng nhiều lắm. À, đưa ít nó không chịu. Bữa hổm là vụ kia chịu gửi đi. Rồi để cho mẹ giữ tiền đi, biết không? Để cho nó đừng có bị mắc. Em giữ rồi gớt tới gớt lui, mốt ra mốt vô á. Bởi vậy kiếm bữa đó muốn chết luôn, không có thằng bạc nào lên gớt đó thì gạt đầu rồi kìa, mà không biết có làm không thôi à. Rồi vậy thôi đi về nha. Rồi đó, cho về rồi đó, thấy không? Rồi, bye bye. Bye bye. Chị Mai đi về. Ngày mai chị Mai xuống nữa rồi. Bye bye em Thám nha. Rồi xin chào quý cô chú anh chị.